Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Chúng ta cùng tiếp tục đến với hành trình đoạt ngôi vô địch cờ chớp thế giới năm 2013 của Lê Quang Liêm. Sau khi vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn của làng cờ thế giới như vua cờ Fide, Ponomariov, á quân thế giới Nepomniachtchi, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm lại gặp phải một thử thách khác là siêu đại kiện tướng Alexandriy có hệ số Elo 2711. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu ở vòng 13 giải cờ chớp thế giới năm 2013 giữa Quang Liêm và Alexandriy nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp bên cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để ủng hộ và động viên admin nhé. Trong trận đấu này thì Riu là người chơi quân trắng và Quang Liêm là người cầm quân đen. Với lợi thế cầm quân trắng, đại kiện tướng Riu mạnh mẽ khởi đầu ván cờ bằng nước tốt D4. Như thường lệ, Quang Liêm nhanh chóng đáp trả bằng nước mã F6. Trắng tiếp tục dâng tốt C4, chiếm lĩnh khu vực trung tâm. Đen đẩy tốt G6, đúc lô cốt cho tượng lên G7, kiểm soát đường chéo chiến lược A1, H8. Với nước đi này thì đen đã để ngỏ khả năng sử dụng phòng thủ Ấn Độ cổ hoặc là rune fan để chống lại. Trắng triển khai mã lên C3, nước cờ được coi là mạnh nhất hòng kiểm soát trung tâm. Quả nhiên là đen đã đẩy tốt D5, sử dụng phòng thủ rune fan để phản kích vào trung tâm. Điều này là khá bất ngờ vì từ trước đến nay, hầu như Quang Liêm không bao giờ chơi phòng thủ rune fan. Thông thường thì ở đây, trắng hay ăn tốt vào D5, nên ăn mã lên D5 thì trắng sẽ đẩy tốt E4 bắt mã. Nên ăn mã vào C3 thì trắng sẽ ăn tốt lên C3 và trắng sẽ có một trung tâm tốt rất là mạnh. Tuy nhiên thì có lẽ lo ngại phong độ chói sáng của Quang Liêm trong thời gian gần đây, đại kiện tướng Riu tỏ vẻ thận trọng và chơi một nước cờ rất thụ động là E3, củng cố trung tâm và mở đường cho tượng F1 xuất trận. Đen theo kế hoạch đưa tượng lên G7, từ xa chĩa về phía trung tâm. Trắng phi hậu lên B3, gia tăng áp lực lên tốt D5. Đen chủ động đổi tốt sang D5, trắng ăn tượng lên D5. Sau khi đã hoàn thành phát triển các quân bên cánh vua, đen nhanh chóng nhập thành, di chuyển vua vào khu vực an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Trắng phát triển mã cánh vua lên F3, vị trí được coi là tích cực nhất. Vừa yên vị vua, đen đã dâng tốt C5 phản kích vào trung tâm. Trắng đẩy tốt D5, khống chế ô C6, tránh giao chiến. Không thể triển khai mã lên C6, đen đành đưa mã lên D7. Trắng nhập thành, đen tiếp tục di chuyển mã lên B6, tấn công tượng. Trắng đẩy tốt E4, giữ vững thế trận. Đen đổi mã vào C4, trắng ăn hậu lên C4, tấn công tốt C5. Đen đẩy tốt B6 bảo vệ. Với quyết tâm giành thế chủ động trên chiến trường, trắng mạnh mẽ thúc tốt chàng sang E5 bắt mã. Để mất trung tâm, đen vội vã chạy mã về D7, phối hợp cùng tượng phản công lại vào tốt ở E5. Trắng triển khai tượng lên F4, đưa thêm quân ra tiếp viện. Việc để mất trung tâm trong khai cuộc là điều cực kỳ nguy hiểm. Năm 2018 thì chúng ta đã được chứng kiến vua cờ Manukasen đè bẹp Quang Liêm trong một thế trận mà anh đã để mất trung tâm. Theo chúng tôi thì ở đây nên lên tốt A6, chờ đợi cơ hội thuận lợi để dâng tốt B5, phản công lại ở bên cánh hậu. Tuy nhiên thì đen đã đưa tượng lên B7. Với nước đi này thì hai tượng của đen đều nấp trong lô cốt, chĩa hỏa lực vào cặp tốt trung tâm của trắng. Chỉ cần trắng sơ suất là sẽ bất thình lình phản công. Trắng huy động xe qua D1, tập trung quân nặng ở phía sau các tốt trung tâm. Đen bây giờ mới đẩy tốt A6, chuẩn bị mở cuộc phản công cánh hậu. Thấy vậy, trắng lập tức dâng tốt A4 ngăn chặn. Tuy nhiên thì đã muộn, đen lập tức dâng tốt B5 tấn công hậu. Trắng ăn tốt vào B5, đen ăn tốt lên B5. Trắng ăn mã lên B5, đập tan cặp tốt thông của đen. Thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả. Không phải tự nhiên mà Quang Liêm lại thí tốt. Không chậm trễ, đen phi tượng lên A6, tung đòn giằng, ghim chặt mã đen. Đe dọa sẽ sang xe B8 để vây bắt mã.
quyết không để cho đen giành lại thế chủ động. Trắng liều lĩnh thúc tốt tiến xuống E6 tấn công mã. Ở đây trường hợp mà đen lại chạy mã lên B6 bắt hậu thì trắng sẽ ăn hậu vào C5. Đen qua xe C8 tấn công hậu thì trắng sẽ phi tượng xuống C7 phản công lại. Đen ăn tượng lên B5 thì trắng sẽ ăn hậu vào B6. Đen ăn hậu lên C7 thì trắng sẽ ăn hậu về B5 và trắng sẽ có một thế trận áp đảo. Trở lại ván cờ thực chiến, đen cũng rất là tỉnh táo khi bỏ mã để phi hậu lên B6 nhằm bắt lại con mã B5. Trắng ăn tốt vào D7, đen ăn tượng lên B5, tung đòn xiên tấn công hậu và xe. Trắng đã có dự phòng cho trường hợp xấu này nên nhanh chóng lùi hậu về B3, ghim chặt tượng đen không cho ăn xe. Đen chạy hậu sang A6, tránh khỏi đường rằng. Ở đây mà trắng lại chạy xe sang E1 thì sẽ bị đen lên tượng A4, tung thêm một đòn xiên nữa khiến cho trắng sẽ bị mất xe. Do đó mà trắng quyết định liều phi tượng vào C7, hỗ trợ tốt xuống phăng hậu nhằm bắt lại con xe. Những tưởng đen sẽ ăn tượng vào F1, nhưng không, đen bất ngờ ăn tượng về D7, tiêu diệt quân tốt thông nguy hiểm mà cân bằng lực lượng với trắng. Trắng lắc hậu sang E3, tấn công tốt E7. Đen ăn tượng vào B2, trắng ăn hậu xuống E7, bắt tượng. Lúc này thì hai bên đều có một con tốt thông của riêng mình, sẵn sàng băng xuống phong cấp. Liệu rằng tốt thông của trắng mạnh hơn hay tốt thông của đen sẽ hóa rồng? Chúng ta sẽ cùng xem xét tiếp nhé. Đen chạy tượng lên A4 đuổi xe trắng khỏi vị trí bảo kê tốt từ phía sau. Trắng chạy xe sang B1 bắt tượng. Đen chạy tượng với A3. Không chậm trễ, trắng thúc tốt tiến xuống D6. Có vẻ như trắng đang chiếm ưu thế, dù không có con xe hỗ trợ ở phía sau. Nhưng với sự yểm trợ của hậu và tượng, tốt trắng vẫn có thể thẳng tiến xuống để phong hậu. Tuy nhiên thì đen đã đẩy tốt C4, một nước cờ phản công cực hay. Dù xuất phát sau, song chưa chắc tốt đen đã chậm hơn tốt trắng. Khi mà hậu trắng lại đang bị giằng, khiến cho trắng không thể đẩy tốt xuống D7. Trắng lao xe xuống B6 bắt hậu. Đen chạy hậu với A7, uy hiếp tượng nhằm kìm chân tốt trắng. Trắng chạy hậu với E3, thoát khỏi thế giằng và tấn công con tượng A3. Đen xuống tượng B3 che chắn. Trắng tung mã với E5 rình rập. Đen huy động xe qua E8, sử dụng đòn giằng để khống chế mã. Trắng chạy hậu lên D4, tránh đường giằng, đồng thời khống chế đường chéo A1, H8. Đen tiến xe lên E6, đề phòng trắng nhảy mã D7, bắt chết xe. Theo chúng tôi thì ở đây, trắng vẫn nên nhảy mã vào D7 bắt xe và đe dọa, sẽ lùi mã về F6 chiếu. Đen ăn tượng với D6 thì trắng sẽ ăn xe sang D6. Đen ăn hậu vào D4 thì trắng sẽ ăn xe về D4 và trắng sẽ hơn một quân. Tuy nhiên thì trắng lại nhảy mã vào C6 để tấn công hậu và đe dọa sẽ nhảy mã với E7 chiếu. Bị dồn vào bước đường cùng, đen chạy hậu với A8, hợp sức cùng xe tấn công mã. Còn con tốt thông thì có gì xe F8 sẽ xử lý nó. Theo chúng tôi thì ở đây, trắng đã nắm thế chủ động rồi thì không cần phải vội vàng làm gì. Việc cần làm bây giờ là lên tốt, mở cửa sổ đề phòng có biến, rồi sẽ huy động nốt con xe còn lại ra tham chiến. Trở lại ván cờ, trắng có vẻ nôn nóng, thúc tốt xuống D7, chuẩn bị phong hậu. Đen đã có kế hoạch nên lập tức ăn xe vào C6. Trắng ăn xe vào C6, đen ăn hậu xuống C6. Trắng hí hửng lao tốt xuống D8, phong thêm một quân hậu nữa. Không chần chừ, đen quất luôn con xe vào D8. Trắng ăn hậu xuống D8 chiếu. Ở đây trong trường hợp mà đen chạy vua lên G7 thì trắng sẽ lùi tượng với E5 chiếu. Đen để tốt F6 che thì trắng sẽ qua xe A1 tấn công tượng. Đen chạy tượng về C5 phòng thủ điểm A7 thì trắng sẽ lao xe xuống A7 chiếu, đánh lạc hướng tượng đen khỏi vị trí phòng thủ. Đen ăn tượng với A7 thì trắng sẽ lùi hậu với E7 chiếu. Đen chạy vua lên H6 thì trắng sẽ ăn tượng với F6. Đen lên hậu C5
gã đổi hậu và dình vào F2 thì trắng sẽ qua xe G7 chiếu. Đen chạy vua lên H5 thì trắng sẽ ăn hậu sang H7 chiếu. Đen chạy vua lên G4 thì trắng sẽ lùi hậu về H3 chiếu. Đen chạy vua sang F4 thì trắng sẽ qua hậu F3 chiếu hết ngay. Do đó mà đen không dám mạo hiểm nên lùi tượng về F8 để che chắn cho vua. Ở đây thì trắng vẫn có thể luồn xe sang A1, đe dọa sẽ thọc xuống A8, uy hiếp vào tử huyệt F8. Tuy nhiên thì có lẽ lo ngại hàng ngang số 1 bị yếu nên trắng đã lùi tượng về E5. Sự không dứt khoát của trắng đã tạo điều kiện tuyệt vời cho đen mở cuộc phản công. Và không để phí một giây, đen thúc tốt tiến xuống C3. Và chỉ còn hai ô cờ nữa là tốt đen sẽ hóa rồng. Đòn phản công bất ngờ của đen diễn ra khi mà thời gian của trắng chỉ còn tính bằng giây. Nếu nghĩ chậm thì sẽ hết giờ. Trắng luống cuống qua hậu B8 tấn công tượng. Trắng cho rằng đen sẽ đẩy tốt xuống C2. Khi đó trắng sẽ lùi tượng về B2, chặn đà tiến xuống của tốt. Đồng thời giải phóng ô cho hậu lùi về E5, ép đen phải đổi hậu về thế cờ đơn giản. Tuy nhiên thì trắng đã không thể ngờ được rằng Liêm lại chạy tượng về D5, đứng tấn ở trung tâm để tấn công tốt G2. Nước cờ này tuy đơn giản nhưng lại khiến trắng giật mình toát mồ hôi. Lẽ ra thì nên qua xe C1 để bắt tốt thì trắng lại lùi tượng về D4, không hiểu là với ý đồ gì nữa. Chỉ cho có thế, đen lạnh lùng ăn tượng vào G2 bắt xe. Đến đây thì cuống quá không biết đi đâu nên đại tiện tướng Drew đã để hết giờ và lập tức bị trọng tài xử thua. Tuy nhiên thì theo chúng tôi, đen đã lấy lại sự ưu thế rồi. Trường hợp mà trắng chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.